Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép tiếp tục gửi đến quý vị một số những cái nội dung liên quan đến câu chuyện sóng gió gia tộc. Thông tin đặc biệt đó chính là cái chủ đề đang rất là nóng hot ngay tại thời điểm này, đó chính là chủ đề quay xe, quay lưng. Vậy mình nhận được rất là nhiều những cái ý kiến, comment, bình luận dưới những cái video. Và trong một số các hội nhóm trên mạng xã hội bây giờ đang bàn tán xôn xao cái chủ đề này. Thì mình cứ nghĩ rằng là luật sư đó cô chú anh chị, thì người ta gọi là rất là quan trọng về cái vấn đề uy tín, danh dự, đạo đức. Mỗi khi mình phát ngôn một cái vấn đề gì đó mà nói về cái vấn đề pháp lý hay là pháp luật, thì nó phải có một trong những cái sự chính xác trong từng câu chữ, đúng không cả nhà? Nhưng mà không ngờ thì cũng có những con người vì những cái thứ khác họ sẵn sàng bất chấp để mà gọi là được đạt được những cái lợi ích khác ngoài cái câu chuyện uy tín, danh dự và đạo đức, đó chính là tiền cả nhà. Và chúng ta thấy rồi, cái anh luật sư này đó mình muốn nói tới đó, thì là một trong những cái người mà trước đó đã từng đưa ra những cái nhận định liên quan đến pháp lý là ADN về câu chuyện của Hồng Loan, khẳng định một chắc nịch 100% rằng Loan sẽ thắng cuộc trong bất cứ một cái vấn đề gì, vân 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 vân. Nhưng ngày hôm nay thì anh ta đã gọi là chính thức lộ ra những cái bản mặt thật để cho mọi người biết rõ cái câu chuyện này. Chẳng ai khác cả, mình muốn nói tới đó chính là luật sư Vlog. Mình cũng chẳng ngại nhắc tên những cái cá nhân này đâu cả nha, bởi vì mình đã quá quen thuộc qua rất nhiều những cái drama khác nhau rồi. Cái tên vô cùng quen thuộc, luật sư Vlog. Chúng ta đã từng nghe anh này ảnh ngồi chiếm trệ mang cái danh là luật sư để mà livestream phân tích về cái câu chuyện pháp lý của Hồng Loan, ADN, rồi rất là nhiều thứ khác. Chúng ta thấy rồi, bản thân anh này cũng đã kiếm chác không hề nhỏ nha. Kiếm chác không hề nhỏ trong drama này, với những cái khoản tiền YouTube mà anh này ngồi livestream. Bởi vì sao cô chú anh chị? Bởi vì gắn cái mác là luật sư. Mà trong cái câu chuyện của Hồng Loan đó thì chúng ta thấy là có vấn đề liên quan đến pháp lý ADN. Một người mà gắn mác luật sư lên để mà nói chuyện thì rất là nhiều khán giả, nhiều người người ta chưa có rành về các cái vấn đề pháp lý, cho nên là người ta nghe ông này luật sư ông nói chuyện hay, cho nên người ta sẽ vào xem, người ta ủng hộ. Chứ trên thực chất thì về cái vấn đề trình độ đó và cái kinh nghiệm đó, thưa cô chú anh chị, quan trọng không phải là trình độ không đâu, mà còn phải có luật sư đó còn phải có kinh nghiệm và rất nhiều yếu tố khác nữa cô chú anh chị. Một luật sư mà mình, cô chú anh chị có thể hiểu được, một luật sư mà người ta gọi là có trình độ và kinh nghiệm, nói đúng là một luật sư giỏi thật sự đó, thì đó không có ai mà gọi là gảnh gỗi để lên trên không gian mạng để làm cái trò này đâu, thưa quý vị. Cô chú anh chị nghĩ rằng em có nói đúng hay không? Tại vì người ta còn bận rộn rất là nhiều thứ, bận rộn rất nhiều những cái công việc, thậm chí việc người ta làm không hết, chứ không phải rảnh rỗi lên không gian mạng tham gia drama làm YouTube dơ kiếm tiền. Dẹp luôn cái tên gọi luật sư giùm tôi một cái đó, dẹp luôn cái bảng luật sư đi đó, rồi lên nói chuyện giống như mấy thằng YouTube tay ngang giống như tôi vậy nè đó. Người ta không có cười, ta không có gọi là ta không có cảm thấy nhục chứ mang danh luật sư lên để mà kiếm tiền câu view đó thì nó gọi là nó nhục lắm nha anh luật sư Vlog. Thậm chí là còn gọi là kiếm tiền xong rồi bây giờ còn quay xe đó. Ngày hôm nay thì cộng đồng mạng phát hiện ra anh này gọi là chơi với cái chị bông hậu, mấy chị bông hậu rồi, tại vì người ta người gọi là trí thức mà cô chú anh chị. Chơi với hoa hậu, chơi với nghệ sĩ ưu tú rồi không hả? Còn mấy người YouTube thì gọi là mấy đứa hoàng hoàng đó thì anh đâu có chơi đâu, đúng không cả nhà? Nhưng mà mình thấy rằng đó, như mình đã chia sẻ, thì bản thân anh này thì có am hiểu pháp luật. Nếu không am hiểu pháp luật thì đâu phải là luật sư đâu cô chú anh chị. Nhưng mà trong một cái gọi là giới hạn và cái kinh nghiệm để nó đánh giá về một luật sư giỏi đó, phần thứ nhất là gọi là kinh nghiệm trong nghề, tiếp xúc đứng trên tòa được bao nhiêu lần, rồi mối quan hệ, ví dụ chẳng hạn vân vân, các nhiều thứ để đánh giá. Và người ta không có thời gian rảnh rỗi để lên đâu. Còn cô chú anh chị mà cũng vì khán giả mà nhiều người không am hiểu pháp luật thì mình nghe luật sư nói mình cảm thấy cái nào đúng mình hay, hoặc là nhờ vả tư vấn, cho nên cái lượt tương tác là rất là cao và đã thu lợi không hề ít trong cái câu chuyện drama này. Nhưng mà vẫn gọi là ngày hôm nay mình nghe nào là trời ơi, yêu cầu sao kê ADN,
Rồi cho đến là mang cái câu chuyện của chị Ni ở bên Malai, vấn đề cắt sắt gì đó, thì y chang như những cái thông tin của những cái kẻ quay xe mấy bữa rày rần rần đó cô chú anh chị, chẳng có khác gì cả. Họ chung có một cái nội dung đó mà thôi. Đó chính là cái vấn đề mà nói rằng Hồng Loan tại sao không dám công bố ADN. Mình cứ tưởng đâu mấy YouTuber kia đó thì họ mới không hiểu, không am hiểu pháp luật. Chứ anh là một luật sư mà, chẳng lẽ cái điều cơ bản đó thì lại không biết nữa. Ừ, quý vị. À, mà đúng rồi, đối với cái trình độ của cái anh này á, thì cũng chỉ gọi là nằm ở đó thôi cô chú anh chị, cũng chỉ nằm ở khu vực đó thôi chứ không có thể đi xa được nữa. Ừ, trong cái drama của show Nguyễn Phương Hằng mình cũng đã từng gọi là biết anh này khá là nhiều đó cô chú anh chị, biết anh này khá là nhiều, thậm chí cũng đã từng va chạm trong cái câu chuyện mà liên quan đến Quỳnh Như câu chuyện liên quan đến Quỳnh Như nha, thì mình quá gần, thậm chí chung nhóm luôn kìa, còn biết những cái nhiều thứ nữa. Để tôi kể cho cô chú anh chị nghe về cái vấn đề gọi là liên quan đến Hồng Loan. Còn cái chuyện cũ mình không muốn nhắc nữa. Mới nhất thôi. Thì mình được biết rằng khi bước vào cái drama này đó, của Hồng Loan đó, kể từ khi mà xuất hiện cái vấn đề tranh giành tài sản, thì cái thời điểm đó là Thanh Quyền làm trên một cái kênh khác rất là lớn nha cô chú anh chị. Cái kênh gọi là trước đó mình bán rồi, cái kênh cũng gần 200.000 gần 200.000 người subscribe. Cái kênh đó bị vấn đề bị tắt kiếm tiền và mình đã bán cái kênh đó rồi. Thì mình cũng đã có rất là nhiều bài phân tích về câu chuyện Hồng Loan lúc mà mới vào. Thì mình cũng nghe mang mát đệ tử của anh này đó, thì cũng có liên hệ. Rồi là hỏi anh có quen biết gì với bên Loan không? Đệ tử của anh là sư vlog này, mình nói thẳng luôn mà chẳng có ngại gì cả. Sư phụ của em á, là muốn gọi là quan hệ với bên đó, muốn vô tham gia, muốn là làm với Loan, nói chung là rất là nhiều thứ, nói thẳng ra là muốn kiếm cái câu chuyện để nhảy vô làm, để mà được nổi tiếng, để mà kiếm tiền, đúng không cô chú anh chị? Muốn xin giàu giống như là luật sư Kha vậy đó, y chang như luật sư Kha vậy đó cô chú anh chị. Nhưng mà thời điểm đó thì cũng có cho người đến tiếp xúc nhưng mà không có xin được. Thì nói về cái câu chuyện mà việc làm đó thì mình không nói đi. Họ gọi là họ ế quá thì bắt đầu họ phải đi kiếm thôi. Ế thì phải đi kiếm việc, kiếm cái gì đó để bỏ vào mồm thôi, đúng không cô chú anh chị? Nhưng mà sau này thì không được. Vì vấn đề riêng tư mình không được, cho nên là thì cũng làm YouTube để mà kiếm tiền. Nhưng mà chúng ta thấy rằng phản lợi YouTube thì không hề nhỏ nha, phản lợi YouTube không hề nhỏ. Cho đến thời điểm này thì không biết rằng đó, theo cô chú anh chị nghĩ vì lý do gì? Vì lý do gì? Mình xin nói thẳng luôn, những con người mà đến vì tiền thì họ ra đi cũng vì tiền. Đến vì tiền thì ra đi cũng vì tiền, chẳng có một cái gì khác cả. Nhưng mà những cái người YouTube tay ngang, những cái đứa mà giật tích câu view bán hàng đó mình không nói. Nhưng mà anh này là một luật sư, danh dự uy tín anh đâu để mình làm vậy. Nói thẳng luôn, chuyện của chị Ni bên Malaysia, mình nghĩ pháp luật làm sao trốn được, có phải là đi tội phạm đi trốn đơn giản vậy không? Mà câu chuyện ở bên Malai rồi, Malai thì người ta xử là người ta, nếu mà có người ta làm xong rồi. Mà nếu như một người tội phạm mà đi trốn mà phải là hàng ngày lên livestream, lên rần rần trên mạng cả nước, thậm chí ra nước ngoài, người ta còn biết có được yên ổn không cô chú anh chị? Còn cái vấn đề ADN của Hồng Loan đã nói rất là nhiều rồi. Đáng lẽ mình thân là một luật sư đó thì mình phải hiểu rõ cái điều này, đừng vì những cái đồng tiền dơ mà bán rẻ đi những thứ, nó mất uy tín lắm nha luật sư vlog. Mình chẳng ngại để mà va chạm với bất cứ ai, kể cả cái anh này, để xem rằng đó bản thân anh có những cái lời gì để mà nguyện biện cho mình. Anh có cho đệ tử của anh để mà đến với để mà đi tìm hiểu, gọi là kiểu như là tiếp cận Loan đó ngay thời điểm đầu là anh coi chú anh chị, để mà xin vô làm, thậm chí là làm miễn phí đó luật sư miễn phí đó coi chú anh chị. Thì cũng giống như là cái câu chuyện của anh Kha thôi, luật sư miễn phí thì chúng ta đã nghe rồi, nhưng mà lúc đó thì thám tử Cao thì nó nhanh hơn, thám tử Cao nó nhanh hơn đưa ông Kha vô trước nên là ông vlog này thì ổng cũng gọi là chậm hơn bước. Chứ cô chú anh chị nó nghĩ rằng đó, luật sư đó người ta có tiếng tăm danh tiếng đó thì khá khách đó, tự tìm tới. Như ví dụ như luật sư Tiết Ngọc, hay là trong cái câu chuyện nổi tiếng chúng ta biết là sư phụ của luật sư Tiết Ngọc thì phải, luật sư Trương Thị Hoài, tự người ta tìm tới. Việc làm không hết chứ đâu thời gian rảnh để mà lên trên mạng phân tích hay là giải đáp cái vấn đề miễn phí cho cô chú anh chị nghe vậy. Mà quan trọng đó, luật sư nó không phải chỉ gọi là nó về cái vấn đề học thức, hiểu biết, trí tuệ của mình đâu, mà quan trọng, rất quan trọng đó, thậm chí đó chính là đạo đức nha cô chú anh chị.
Bởi vì cái nghề luật sư đó nó rất là quan trọng cái nghề này, mà vi phạm cái câu chuyện này đó thì xem như cái luật sư đó. Dạo gần đây đó là không biết anh có nghe, anh thì anh chắc biết, anh luật sư thì chắc biết, nghe rất nhiều thông tin luật sư đó bị tước bằng nhiều lắm rồi đó về cái câu chuyện liên quan đến đạo đức hành nghề đó. Mà mình nghĩ rằng trong tất cả các ngành nghề nào cũng vậy à cả nhà, thì trước tiên đó, quan trọng vẫn là cái đạo đức, sau đó thì mới tới cái trình độ, cái tài và cái khả năng của mình, của chú anh chị. Một người mà có tài năng cỡ nào đó không có đạo đức cũng xem như là một kẻ gọi là vô dụng, kẻ phá hoại đó, trước sau gì cũng bị đào thải cả nhà. Mình tin là như vậy, trong tất cả câu chuyện gì cũng vậy, thậm chí là kể cả drama này, thậm chí là kể cả drama này, khán giả sẽ là người nhìn nhận ra được tất cả. Trước đó đó tôi cũng chỉ nghĩ rằng là cái mấy youtuber mà gọi là giật tích câu view bán hàng đâu đó thì mới có cái câu chuyện rồi ỉa rồi ăn lại, nhưng không ngờ ngày hôm nay thì tới anh rồi, tới anh cũng làm y chang cái câu chuyện này, chẳng khác gì tụi kia. Vậy thì dẹp luôn cái danh gọi là luật sư, đổi tên đi, đổi tên, anh lấy cái tên thiệt của anh ra đi, anh lên anh ngồi anh livestream thì nó nghe có vẻ gọi là nó hợp lý hơn đó, chứ anh lấy cái danh luật sư thì gọi là nó gọi là thấy nó nhục sao á, người trí thức cái kiểu vậy á. Mình không có nói nhiều về cái câu chuyện mà cá nhân này anh chơi bạn bè hay là anh chơi với ai, nhưng mà những cái mối quan hệ giống như với Misun hay là mấy này mấy kia thì mỗi người đều có một quan điểm. Ví dụ như anh này anh chơi với gọi là bà Misun đi, nhưng cái đó là cái bạn bè của họ từ trước chẳng hạn, nhưng mà trong drama họ không cùng quan điểm, cũng không có thể khẳng định là anh quay xe. Nhưng mà ngày hôm nay mình xem livestream, mình nghe anh nói về cái câu chuyện gọi là ADN của Hồng Loan, rồi cái vấn đề của Ni đem ra sao kê, thì rõ ràng cái dấu hiệu nó trắng trợn rồi cả nhà. Vậy thì trước đó những cái vấn đề pháp lý của anh phân tích đó, phân tích gọi là của Hồng Loan đó, thì nó làm sao rồi bây giờ sao anh quay ngược lại vậy? Vậy thì gọi là anh chứng minh một điều là gì, là những cái vấn đề phân tích trước đó của anh là tào lao á, là ba phải á, xạo chứ. Mà một luật sư mà để gọi là lên kiếm tiền mà nói xạo như vậy đó thì làm sao còn uy tín? Uy tín của anh đâu, danh dự đâu, đạo đức đâu, đúng không cô chú anh chị? Thì để xem rằng bản thân anh này thì anh đáp trả như thế nào. Còn đối với mình còn rất là nhiều những cái điều mình hiểu về cái anh này trong rất là nhiều những cái drama rồi, nhưng mà mình cũng không muốn nhắc lại bởi vì nó đã đi qua rồi. Nhưng mà cái vấn đề gần nhất là cái câu chuyện liên quan đến trong cái drama này thôi. Mình muốn nói là như vậy. Mình biết cái đệ tử của anh này là như thế nào và mình biết rõ hết. Đã từng gọi là liên hệ, nhắn tin cho rất là nhiều người muốn tìm đến Loan làm luật sư, thậm chí là miễn phí giống như ông luật sư Kha vậy đó, chứ không phải là ấy đâu nhưng mà không có được, Thám Tử Cao nhanh hơn. Cuối cùng cũng lộ ra hai ông nào cũng vậy. Giờ mình nghe mà những anh gọi là luật sư mạng đó, luật sư online đó, mình nghe mình rất là sợ nha cô chú anh chị, nghe rất là sợ. Bởi vì ông nào cũng lên gọi là ngồi trí thức chễm chệ, nhưng mà quan trọng đó, trong tất cả ngành nghề mình vẫn gọi là khẳng định cái điều đầu tiên mà gọi là chốt nhất đó, đó chính là đạo đức của con người. Có đức mặc sức mà ăn nha mấy anh mấy chị. Còn gọi là mất đức đó thì những cái đồng tiền đó mấy anh ăn rồi đó thì nó cũng sẽ có những cái hậu quả không có tốt đâu đó, hậu quả không có tốt đâu đó, đó là một số những cái lời mình nhắn gửi thẳng đến những cái kẻ gọi là mang danh là chính nghĩa nè, mang danh là danh hiệu rồi, dù luật sư nè, bông hậu, hoa hậu, nghệ sĩ ưu tú rồi nè, thì xem xét lại cái đạo đức tư cách của mình. Thật ra đó cũng có rất là nhiều những ý kiến bình luận cả nhà. Nói rằng là trời ơi, Hồng Loan có gì hay đâu mà tụi em hay là tụi mày binh vậy. Vậy tôi hỏi cô chú anh chị nè, bên kia có gì hay không? Bên kia có gì hay không mà cô chú anh chị nhảy vào bên vực nó ghê gớm quá vậy? Bên kia có gì hay đâu mà bản thân Hồng Loan cho đến thời điểm này đã làm gì, đã nói gì, ảnh hưởng đến mấy anh chị này, ảnh hưởng đến cô chú anh chị khán giả, làm gì có sai cái tư cách đạo đức thế nào. Cái vấn đề ADN đó, cô chú anh chị đã xem được bản ADN đó chưa? Cái vấn đề người ta không công bố ra đó là có lý do nguyên nhân khác nhau của người ta, chứ đâu phải vì không công bố N mà cô chú anh chị khẳng định rằng Loan nó xạo. Đâu có phải như vậy đâu. Nhưng mà còn cái câu chuyện phía bên kia, ví dụ như mẹ con cô Sáu đó, là cái sự thật nó quá rõ rồi. Thứ nhất là những cái lời đáp trả khán giả là cái câu chuyện giành nhà là nó tào lao rồi, đúng không?
người ta còn nuôi con ruột, người ta cũng có quyền vậy. Con nuôi là không được quyền gọi là thừa hưởng hay sao? Quy định pháp luật như nào? Có lẽ rằng mấy anh luật sư mấy anh hiểu nhất. Cho nên mình không nhắc lại về vấn đề này. Rồi, đó là một số những cái nội dung mà tối ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả cô chú anh chị về cái câu chuyện mà liên quan đến quay xe quay cộ, cũng như là mình cũng muốn nói với khán giả luôn. Khán giả của mình cũng rất là nhiều người, cô chú anh chị là nói rằng là bên phía Loan chẳng có gì vô ơn này kia, tại sao mà vẫn là gọi là em còn đưa lên những cái ý kiến quan điểm binh vực như vậy. Thật ra mình chẳng có bao giờ binh vực Hồng Loan gì cả, mình chỉ lên án những cái điều mà nó gọi là nó thấy sai thôi, sai với xã hội, sai với độ gọi là thuần phong mỹ tục. Ví dụ như mẹ con cô Sáu, ở đây những người binh vực mẹ con cô Sáu có thừa nhận mẹ con cô Sáu phát ngôn phản cảm sai không? Vậy thì đó, tôi phải lên án Loan như thế nào? Bởi vì Loan đâu có phát ngôn gì phản cảm đâu, phát ngôn gì sai đâu. Mọi người nói rằng là tôi phải binh vực Hồng Loan, thật ra tôi chẳng có binh vực Hồng Loan, mà tôi phải lên án những cái điều sai trong câu chuyện này thôi, thưa quý vị. Hồng Loan có phát ngôn gì sai đâu, Hồng Loan có làm gì sai, Hồng Loan có đi giành nhà người ta đâu. Hồng Loan chỉ giành lại cái tài sản mà của ba nó, đáng lẽ thuộc về nó. Vậy thì lên án nó cái chỗ nào? Chẳng, mình thấy chẳng ra, chặt ra là chẳng có phải là binh Hồng Loan mà đang lên án những cái điều không đúng, những cái điều sai sự thật, những cái điều mà nó bất công, nó không hợp lý, chứ chẳng có ai binh vực Hồng Loan cả. Ở đây người ta chỉ binh cái đúng cái phải. Bây giờ mọi người chỉ ra cho tôi Hồng Loan nó làm gì sai để mọi người lên án nó nè. Đó, chỉ ra một điểm đi, rồi mình tiếp tục nhau cùng phản biện. Thậm chí mình cũng gọi là sẵn sàng phản biện với những cái người gọi là mang danh luật sư online này luôn. Mình chẳng ngại cái điều gì cả, có chú anh chị thích lên livestream một chẳng hạn, hoặc là mời thêm kéo luôn gọi là thám tử, kéo luôn Bông Hậu, kéo luôn mấy đồng đội của các anh chị đệ tử ruột gì đó, đệ tử ruột rồi lên đó mình cùng nhau phản biện một cách văn minh lịch sự luôn, chẳng có phải là điều gì phải sợ cả. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các vị trong những video nội dung mới tiếp theo.